Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Khó khăn khi cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia. Hiệu quả của phòng tiêm chủng vaccine Potec Mỹ Hào sau 6 tháng hoạt động. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mục Cẩm nang y học kỳ này là bài tập vật lý trị liệu giúp cải thiện tình trạng vẹo cổ cấp. Cuối chương trình là câu chuyện hạnh phúc chậm và đậm. Trước tiên là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tỷ số giới tính khi sinh của Hưng Yên những năm qua được duy trì ổn định, tuy nhiên vẫn nằm trong top cao của cả nước và có xu hướng tăng cao. Vấn đề này đang là thách thức của công tác dân số hiện nay. Năm 2019, số trẻ sinh ra của Hưng Yên là 15.700 trẻ. Tỷ số giới tính khi sinh là 118 bé trai trên 100 bé gái, nằm trong top đầu cả nước về mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo các chuyên gia, tỷ số giới tính khi sinh hiện nay được duy trì qua các năm nhưng không ổn định, có xu hướng tăng cao trở lại. Nguyên nhân được cho là do một bộ phận người dân còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, muốn có con trai để nối dõi tông đường. Cùng với đó là sự phát triển của y học, công nghệ khiến việc lựa chọn giới tính thai nhi dễ dàng hơn. Mất cân bằng giới tính khi sinh còn kéo dài sẽ gây nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Nhiều nam giới ở tuổi trưởng thành không tìm được bạn đời, các vấn đề về an ninh trật tự xã hội cũng phức tạp hơn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia đã chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, dịp cuối năm lại dấy lên những mối lo tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia và cấp cứu những ca như vậy thường gặp rất nhiều khó khăn. Gãy bảy rẻ xương sườn, chấn thương hàm, xuất huyết não cùng nhiều chấn thương khác là điều mà bệnh nhân này gặp phải chỉ vì rượu bia trong những ngày gần đây. Tại các bệnh viện tuyến tỉnh, ngày cao điểm có khi lên tới hơn 10 ca bị tai nạn giao thông nhập viện có liên quan đến rượu bia. Tại trung tâm y tế tuyến huyện cũng có khi có đến 4-5 ca một ngày cấp cứu có liên quan đến rượu bia. Khi cấp cứu các ca có liên quan đến rượu bia sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều so với bình thường vì khi nhập viện, bệnh nhân uống rượu rất kích thích, tri giác không tỉnh như bình thường, khó xác định được nguyên nhân do rượu hay do chấn thương về sọ não gây ra hiện tượng như vậy. Vì vậy, bác sĩ phải theo dõi bệnh nhân ít nhất 1-2 ngày sau cơn rượu mới xác định được chính xác tổn thương não. Ngoài ra rất khó khai thác các thông tin của bệnh nhân, khó khăn hơn trong chẩn đoán và điều trị. Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên, tỷ lệ bệnh nhân loạn thần do rượu bia nhập viện có chiều hướng tăng trong những tháng cuối năm khoảng 10-15%. Hiện bệnh viện đang điều trị cho trên 150 bệnh nhân, trong đó có tới 1/3 số bệnh nhân bị loạn thần do rượu bia. Đa phần các bệnh nhân đều có tiền sử uống rượu từ 10 năm trở lên, có người uống rượu từ 25-30 năm. Bệnh nhân thường có ảo giác, nhìn thấy những hình ảnh kỳ quặc như nhìn thấy máu, rắn rết bò đầy mình, ma quỷ, hoặc nghe thấy tiếng hăm dọa từ người xung quanh muốn giết hại mình. Từ đó có thể có nhiều hành vi gây hại cho bản thân và xã hội. Vì vậy, việc sớm phát hiện và điều trị loạn thần do rượu cho bệnh nhân là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt, phải kiên trì, đòi hỏi sự hợp tác của bệnh nhân và gia đình cùng sự hỗ trợ của cả cộng đồng. Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ là đơn vị thực hiện tốt việc thu dung và điều trị cho bệnh nhân bị đục thủy tinh thể trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ mù lòa do căn bệnh này. Để thu dung bệnh nhân đục thủy tinh thể, hàng năm Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đều phối hợp với các trạm y tế tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi. Qua các đợt khám sàng lọc, Trung tâm Y tế đã phát hiện tư vấn và phẫu thuật bằng phương pháp phaco những bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ đã phẫu thuật đục thủy tinh thể cho 150 ca. Đục thủy tinh thể là nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở Việt Nam, bệnh này thường xuất hiện ở người cao tuổi. Việc Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ phẫu thuật đục thủy tinh thể đã giúp giảm tiện, giảm chi phí cho người cao tuổi, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau 6 tháng hoạt động, phòng tiêm chủng vaccine Potec Mỹ Hào đã đáp ứng được nhu cầu cũng như ghi nhận được sự hài lòng của người dân. Khai trương từ mùng 1 tháng 6 năm 2019, phòng tiêm chủng vaccine Potec Mỹ Hào được trang bị đồng bộ và thiết kế theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, gồm phòng đón tiếp, phòng khám tư vấn sàng lọc, phòng tiêm và phòng theo dõi sau tiêm với hơn 50 loại vaccine phòng bệnh. Trung bình mỗi ngày, phòng tiếp nhận từ 30-50 người đến đây tiêm phòng. Thì từ khi cái phòng tiêm được thành lập thì có thể nói là đến bây giờ là cái cơ sở vật chất là tương đối khang trang, đặc biệt là trên cái địa bàn thì nó rất gần những cái trung tâm và đường giao thông. Trong cái quá trình về cái hoạt động của phòng tiêm thì chúng tôi rất là chú trọng về chuyên môn, đặc biệt là đào tạo và đào tạo liên tục
nhằm hạn chế là thấp nhất các cái tai biến, và đặc biệt là nếu xảy tai biến thì cũng kịp thời để xử lý. Chính vì vậy là trong thời gian qua thì cái lượng khách đã ngày một đông. Phòng tiêm chủng vaccine này sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu vaccine, giảm tối đa trường hợp tai biến do tiêm chủng, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và một số địa phương lân cận. Tiêm ở đây thì nhìn chung là bác sĩ, các cô y tá, người ta cũng nhiệt tình. Mà tiêm ở đây thì đi lại nó gần, nó thuận tiện. Trước kia nhà tôi thì các cháu nội cho ngoại toàn tiêm Hà Nội. Nhưng tiêm ngoài đấy đi lại, thứ nhất là nó tốn kém, thứ hai là nó cũng thế cả. Phòng tiêm chủng vaccine Potech Mỹ Hào thực sự giúp người dân được tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ y tế chất lượng cao, an toàn, giá thành hợp lý, tăng tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, đặc biệt là một số loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa triển khai. Thưa quý vị và các bạn, trong mục Thầy thuốc với người bệnh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với các bác sĩ chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn gọi tắt là COPD là một bệnh hô hấp gây khó thở. Bệnh có thể gây ra tình trạng suy giảm hô hấp, hạn chế khả năng hoạt động hàng ngày, làm giảm chất lượng cuộc sống. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về bệnh cũng như là cách phòng tránh thì chương trình đã mời đến trường quay ngày hôm nay Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hà, trưởng khoa nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng trao đổi về bệnh. Xin chào bác sĩ, rất vui được trao đổi với bác sĩ trong chương trình Thầy thuốc với người bệnh ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ có thể cho quý vị khán giả hiểu rõ hơn như thế nào là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Vâng, chào khán giả. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh viêm tắc nghẽn mãn tính của đường thở, bệnh tiến triển từ từ qua nhiều năm, dẫn tới chức năng hô hấp suy giảm và không có khả năng phục hồi. Những nguyên nhân gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì gồm có hai cái nhóm nguyên nhân chính là những nguyên nhân thường gặp. Nguyên nhân thường gặp thì do ô nhiễm bầu không khí thở, đặc biệt là khói thuốc lá, thuốc lào. Bệnh thì thường gặp ở nam giới khoảng trên 40 tuổi và có cái thời gian hút thuốc trung bình khoảng độ 20 năm. Và hiện tại thì vẫn còn đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc từ lâu. Các nguyên nhân hiếm gặp thì có thể là gặp các cái bệnh phổi từ trước, ví dụ như là lao phổi, như là hen phế quản, viêm phế quản mãn tính hay là cái bệnh gù vẹo cột sống. Vâng, vậy thì bệnh có những triệu chứng như thế nào ạ? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì có hai triệu chứng mà thường gặp nhất là ho và khó thở. Ho khạc đờm mãn tính kéo dài. Đây có thể là cái triệu chứng mà khiến bệnh nhân phải đi khám bệnh. Thì nhiều bệnh nhân thì đã được điều trị nhiều đợt kháng sinh với các cái chẩn đoán thông thường như là viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, nhưng mà điều trị thì không có kết quả. Thế triệu chứng thứ hai thường gặp là khó thở. Khó thở thì lúc đầu thì khó thở từ từ và nhẹ rồi tăng dần đến nặng. Và lúc đầu là khó thở khi gắng sức như là đi bộ này, leo cầu thang này, rồi là làm việc nặng. Thì sau này khó thở thường xuyên liên tục cả lúc nghỉ ngơi và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Cái chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hoàn toàn là có thể chẩn đoán sớm được. Tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà thì bác sĩ sẽ khám lâm sàng, cho chụp x-quang ngực thẳng và làm xét nghiệm máu, rồi đo chức năng hô hấp, làm test giãn phế quản. Với những cái người mà hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm rồi ấy, thì nên đo chức năng hô hấp mặc dù là không có triệu chứng gì thì hoàn toàn có thể phát hiện được sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Xin bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để người dân có thể phòng tránh với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ạ? Với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thứ nhất là phải giữ gìn vệ sinh cái môi trường sống trong sạch. Không hút thuốc lá, thuốc lào. Và nếu mà bệnh nhân mà đang mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính rồi ấy, thì nên tiêm phòng vaccine cúm hàng năm và tiêm phòng vaccine phòng phế cầu 5 năm một lần. Vâng, rất cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trao đổi với chương trình ạ. Thưa quý vị và các bạn, vẹo cổ, đông y còn gọi là thất trầm hay lạc trầm. Nguyên nhân là do tư thế gối đầu không hợp lý khi ngủ như cao quá hoặc thấp quá, làm cho khí huyết không điều hòa, cơ cổ bị kéo giãn quá lâu, đầu bị vẹo về một bên hoặc do lao động quá sức kéo dài, người yếu.
Ngoài ra, tình trạng thoái hóa cột sống cổ cũng là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Trần Thị Phương Thúy, khoa y dược cổ truyền Trung tâm Y tế huyện Văn Giang sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bài tập vật lý trị liệu giúp cải thiện tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh vẹo cổ cấp này thường gặp vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy này, hoặc là sau khi chúng ta đi gió, đi lạnh về. Cách điều trị ở nhà rất là đơn giản. Chúng ta sẽ chuẩn bị ngải cứu và một ít muối, rang sao nóng lên, sau đó bọc vào một chiếc khăn. Trước khi làm thì chúng ta cần phải bộc lộ vùng cổ gáy và thử độ ấm trên mu bàn tay, di đều lên vùng cổ gáy. Đến lúc thấy da vùng cổ gáy bắt đầu đỏ, bắt đầu dừng lại. Sau đấy dùng hai tay xoa nhẹ vùng cơ. Động tác này có thể lặp lại từ 5 đến 10 lần. Khi thấy cơ vùng này bắt đầu là nóng lên, kết thúc động tác là chúng ta sẽ lăn nhẹ cơ vùng cổ, lan xuống vai, lặp lại từ 10 đến 15 lần. Dùng ngón tay di nhẹ các cơ vùng cạnh cột sống cổ, lặp lại từ 5 đến 10 lần. Sau đây chúng ta kết hợp thêm bấm huyệt vùng cổ gáy, huyệt phong trì và các huyệt giác tích vùng cổ. Sau khi xoa bóp thấy các khối cơ vùng cổ gáy đã mềm thì chúng ta sẽ bắt đầu vận động vùng cổ. Bảo bệnh nhân cúi xuống từ từ, ngửa ra đằng sau, nghiêng trái, nghiêng phải, xoay trái, xoay phải. Kết thúc vùng xoa bóp thì chúng ta sẽ đấm nhẹ vùng vai, vỗ giúp khí huyết vùng vai gáy này được lưu thông. Bài tập này thì chúng ta nên thực hiện ngày từ 1 đến 2 lần. Không nên thực hiện quá lâu, bởi vì nếu mà chúng ta thực hiện nhiều thì dẫn đến tình trạng là đau mỏi cơ và có thể các triệu chứng nó sẽ tăng lên. Thưa quý vị và các bạn, được làm cha, làm mẹ có lẽ luôn là niềm vui vô bờ bến đối với các cặp vợ chồng. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng có được hạnh phúc đó. Với sự tiến bộ của y học hiện đại, vợ chồng anh Tuấn, chị Hoài ở xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ đã có được niềm hạnh phúc lớn đó khi năm mới đang đến gần. Niềm vui sướng có lẽ không thể nói thành lời khi chị Nguyễn Thị Hoài, sinh năm 1994 và anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984, ở thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ, sinh đôi hai bé trai vào ngày 20 tháng 12 năm 2019. Từ khi mà thấy con nó sinh được hai em bé, gia đình tôi cảm thấy như là nó hạnh phúc quá. Em thì em rất vui vì tại vì em cũng mong có con lâu rồi. Lấy nhau từ đầu năm 2016, điều trị hiếm muộn gần 4 năm, vợ chồng chị Hoài, anh Tuấn mới sinh được hai em bé kháu khỉnh. Hai em bé ra đời khỏe mạnh đã mang lại niềm vui cho cả họ hàng hai bên nội ngoại. Ông nội của hai bé đã xem đây như là hai tấm huy chương vàng của gia đình. Nhà tôi là đã có anh chị sinh được hai cháu trai sinh được lúc. Tức là theo như tôi nghĩ là như được hai huy chương vàng, năm nay là bóng đá nam, bóng đá nữ đó. Cảm xúc của em bây giờ là thực sự là em gia đình rất là vui và mừng là đã sinh được hai cháu. Thứ nhất là em cảm ơn các bác sĩ ở Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên rất là nhiệt tình và chu đáo. Được biết tại Việt Nam hiện có khá nhiều bệnh viện chuyên điều trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Tại Hưng Yên hiện nay, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cũng là một đơn vị đang dần khẳng định